Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài học số 10, đó là kỹ năng thay cảm biến hôn động cơ. Thì trước tiên để thay cái cảm biến hôn động cơ này, chúng ta cần phải tháo động cơ ra các bạn nhé. Thì để tháo động cơ ra thì chúng ta phải nên tháo phần phía bên mặt bích có cái dây động cơ các bạn nhé. Ở rất nhiều video tôi đã làm và chỉ chi tiết khá là rõ rồi. Khi chúng ta tháo ra thì tốt nhất là chúng ta tháo ở cái nắp mà chứa cái dây động cơ đó. Và ngoài ra nữa là chúng ta cần phải đánh dấu nhá, đánh dấu cái vị trí để khi mình tháo ra như thế nào thì mình lắp như vậy, thì nó sẽ tránh những cái trường hợp không may là lắp vào nó có thể bị xô lệch hoặc nó sẽ bị chạm phe từ vân vân. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành tháo cái động cơ này ra để lấy cái lõi động cơ nhé. Chúng ta bước thứ hai, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lấy mắt cảm biến còn tốt hay không này. Có hai phương án, có thể là dùng đồng hồ này hoặc có thể dùng máy test đo. Đây chúng ta sẽ tiến hành bằng máy test nhé. Chúng ta sẽ cắm đỏ với đỏ này, đen với đen này. Sau đó chúng ta sẽ cắm lần lượt từng mắt cảm biến để test đấy, cho tiện nhá. Tôi cắm dây cảm biến vàng đây, chúng ta sẽ test cảm biến vàng trước. Tháo pin rồi. Các bạn lưu ý là cái bộ này nó phải có pin mới dùng được nhá, pin 9V nhá.
khi có pin trên phone, các bạn bật cái đèn này sáng này, đèn này chính là đèn báo pin này. Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành nhé. Các bạn cần một cái nam châm, miếng nam châm này, các bạn quét qua để kiểm tra từng cảm biến một. Đây, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cái cảm biến ở dây vàng nhé, vì chúng tôi cắm mỗi dây vàng thôi. Dây vàng đang đây. Ta xem đây. Tôi chưa cần quét cảm biến đấy, thì tôi biết được chắc chắn là đèn chết rồi. Đang sáng rất mờ này. Cảm biến ở dây vàng là đang hỏng này. Đây này. Sáng mờ này. Đấy. Yeah. Là trạng thái không cần mất này. Cảm biến này. Đây. Đấy. Sáng này. Tắt này. Nhưng mà tắt này vẫn đang sáng rất là mờ mờ, các bạn nhìn thấy không? Như vậy là dây vàng, cảm biến tại dây vàng này hỏng là cái chắc rồi. Đấy. Đây. Từ trường này, lật từ trường này. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ tiến thử cái dây vàng sang vị trí dây khác xem được thế nào nhé. Xem có sáng mờ không? Đây vẫn sáng mờ này. Sáng rất là mờ này. Đấy. Sáng tưng này. Nó không tắt hẳn. Đấy, như vậy cảm biến tại dây vàng này chắc chắn là chết rồi nhá. Chúng ta sẽ tiến hành thử cảm biến tại dây xanh dương đây. Các bạn xanh dương có thể cắm vị trí nào cũng được. Nếu bạn cắm ngoài cùng đây thì đèn chính là HC này. Không sáng. Còn lại chết rồi. Không sáng các bạn nhé. Còn lại chết rồi. Xanh lá này. Rồi, xanh lá đang sáng này. Cũng chết rồi các bạn này. Đấy, sáng rất mờ này. Đấy. Tắt này. Đấy, còn nhìn em. Đấy. Nó sáng rất là mờ và tắt rất là mờ. Đây sáng tưng nhưng mà tắt là sáng rất là mờ này. Đấy. Sáng tưng này. Tắt thì không tắt hẳn này. Như vậy là cảm biến này chết rồi các bạn nhé. Cần phải thay một vỉ mới này. Tôi sẽ tiến hành thay luôn một vỉ mới cho các bạn xem luôn. Các bạn có thể thay cùng lúc ba con cảm biến này hoặc là thay cả vỉ này các bạn nhé. Trường hợp mà động cơ mà vỉ nó mới ấy, thì các bạn có thể thay một con này thôi. Nó chỉ chết một con thì các bạn thay một con, mà chết nhiều thì các bạn thay cả. Đây. Đấy. Rồi, đối với con động cơ này chúng ta sẽ tiến hành thay cả vỉ các bạn nhé. Đây. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đóng cái con cảm biến này ra này. Để nước vào nó hỏng nặng quá rồi. Đấy, tôi làm nó đút hẳn vào trong, tôi làm cho bạn xem nó thuận tiện nhé. Đấy. Làm như này các bạn nhìn rất là rõ này. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đóng con cảm biến này ra nhé. Đấy. Các bạn hãy lấy cái tô vít dẹt bé bé các bạn đóng là được. Tôi đã tháo xong cái phần ba con cảm biến này ra rồi các bạn nhé. Vẫn đang còn rất là nhiều nước, vừa đã phơi khô rồi. Chúng ta sẽ tiến hành thay con cảm biến này vào đây các bạn nhé. Nhưng trước khi thay các bạn để ý xem là cái mạch ở trên này là nó là góc 60 độ hay góc 120 nhé, để nó phù hợp với boy điều khiển này. Nếu rồi chúng ta sẽ tiến hành đổi lại. Trường hợp ba con mắt này này, cái mặt chữ này nó hướng lên trên này,
Như vậy chứng tỏ nó là góc 120. Đây như con này góc 120 các bạn này. Đây, tôi ghi rõ đây góc 120 này. Vì góc 120 độ này. Thì ba cái con cảm biến này, 3144 này nó mặt nó sẽ hướng ra ngoài. Đây chúng ta sẽ tiến hành lắp vào đây nhá. Đấy. Giờ chúng ta sẽ tiến hành. Ok. Chúng ta sẽ tiến hành dùng một ít keo con voi, con chó hoặc là keo 52. Các bạn sẽ tiến hành chấm vào ba vị trí cắm cảm biến nhé các bạn nhé. Đây một ít thôi. Đấy. Sau đó lắp cảm biến vào vị trí nha. Tôi làm sạch lại cái này nào. Cái này nó dỉ quá này. Sau khi tiến hành lắp xong cái phần vị cảm biến mới này, chúng ta sẽ tiến hành tháo cái vị hỏng ra. Đây. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ tiến hành tháo từng cái dây một, nhưng mà nhớ khi tháo ra các bạn phải đo nhé, không tháo vào quả ôm đâu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái dây dương nguồn này, đây chính là dây đỏ này. Tháo dây đỏ này. Đấy. Rồi. Tháo luôn cả dây đen luôn được. Dây đỏ đen nó là cố định rồi. Bắt buộc đâu không phải đúng chính xác không nhầm được. Rồi. Đây. Ở trên cái vỉ này chúng ta sẽ nhìn thấy dấu cộng đây này. Chính là dương nguồn các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành hàn cái dương nguồn 5V của cái dây đỏ đấy vào đây. Còn dấu trừ đây chính là âm nguồn. Còn ABC đây chính là ba vị trí của cảm biến nhé. Đấy, như vậy tôi đã hàn xong cái vị trí cảm biến này. Còn đối với ba vị trí này, chúng ta không thể hàn tùy tiện được mà chúng ta phải theo cái param của cái cuộn dây này. Mỗi cuộn nó sẽ tương ứng với một cảm biến riêng. Chính vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành dùng thang đo thông mạch nhé. Như là đo này. Đo dựa trên nguyên bản của nó, chẳng hạn như dây xanh lá này, nó đang thông vào cái dây con nào, con đầu tiên hay con thứ hai hoặc con thứ ba. Để chúng ta biết đường chúng ta thay. Không thông này. Đây. Như vậy dây xanh lá đang thông với con đầu tiên nhá. Đây này. Đấy. Đây các bạn nhìn không? Đấy, như vậy chúng ta sẽ phải hàn vào cái vị trí con này nhá. Rồi, xanh lá ăn vào con số 1. Tính từ trên xuống dưới. Vậy chúng ta sẽ tìm cái con số 1 là con nào. Đấy. Như vậy xanh lá các bạn phải hàn ở chân đầu tiên nhá. Ở bên này nó là chân số 2 này.
Đây, chúng ta sẽ hàn vào chân lợn đầu tiên này. Rồi, như vậy chúng ta đã tiến hành thay cái dây xanh lá xong. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành đến phần thay cái dây vàng này nhá. Dây vàng là chúng ta vẫn cái bài đo đấy, chúng ta sẽ xác định xem có hai dây hai con còn lại xem là nó thông vào đâu. Đây, dây vàng ăn vào con thứ hai này. Như vậy dây xanh dương là sẽ ăn vào con thứ ba này. Đây. Đấy. Như vậy là con này vàng ăn vào con thứ hai nhá. Ra tháo dây vàng ra. Các bạn cứ tháo lần lượt thôi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo luôn. Xác định luôn vàng ăn vào con số 2. Đây số 2 là con này. Rồi, cân B. Tôi nhớ rồi, chúng ta sẽ tiến hành tháo đây. Tháo luôn cái thành dây xanh dương này ra. Rồi. Đây, vàng ăn vào chân B này. Xanh dương ăn vào chân C này. Rồi. Như vậy chúng ta đã tiến hành thay xong cái phần vỉ cảm biến rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bài kiểm tra lại mắt giống như lúc đầu tôi đã nói đấy. Chúng ta sẽ thể tiến hành tắt test từng mắt một. Đây. Chúng ta sẽ cắm cảm biến này. Đỏ với đỏ này, đỏ nó bất gì bất gì không sai này. Đen thế này. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành dùng 5 châm cảm biến. 5 châm rồi. Này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test từng cảm biến nhé. Tôi test các bạn thể test dây vàng trước cũng được. Đây. Hoặc test cả 3 dây cùng lúc cũng được. Không sao hết. Bật nguồn lên này, đèn báo nguồn sáng này. Test cả dây vàng này. Dây vàng nó chính là dây con cảm biến ở đây này. Đấy, hiện tại nó không sáng nhá. Đây sáng này này. Tắt là tắt hẳn này. Đấy, như trường hợp cảm biến trước là tắt là không tắt hẳn, tắt này sáng là mờ mờ. Đấy các bạn nhìn này. Sáng này, tắt này. Đấy, sáng này. Tắt này. Rồi, như vậy dây cảm biến tại dây vàng là tốt rồi nhá. Chúng ta tiến hành dây xanh lá này. Tôi test từng con một cho các bạn nhìn, các bạn để hiểu hơn. Tiếp tục con này, này. Sáng này. Rồi, như vậy là tốt rồi nhá. Tiếp tục xanh lá này. Đấy. Rồi, như vậy là ba cái cảm biến là tôi đã thay xong và test sống nhá. Giờ chúng ta yên tâm lắp vào rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bài học số 10, đó là thay cảm biến động cơ các bạn nhá. Thì như vậy cái bài học này chúng ta đã tiến hành thay xong cảm biến động cơ với góc 120 độ. Thì thế nào góc 120, góc 60 độ thì tôi đã nói khá nhiều ở các bài học trước rồi. Và tôi sẽ làm một bài thực hành để các bạn hiểu rõ hơn về góc 60 và 120 khi áp dụng với bo điều khiển nhé. Thì bây giờ để bài học số 10 đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ xe điện Bích Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video tiếp theo.